C5 này đã. Mình mở thằng DC5 này ra này. Đấy. Thế thì ở đây nó sẽ có một vài cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng vấn đề một. Trước hết là các bạn sẽ đến level 10 của thằng DC5 này. Nhá. Lấy thằng level 10 của thằng DC5 này. Thì mình sẽ tạo ra một cái dataset mới tên là bài 7 nhá. Mình sẽ tạo ra một cái dataset mới tên là bài 7. Mình sẽ có cái thư mục cái database cũ của mình là bài tập nhé. Bây giờ mình sẽ khởi thầy sẽ khởi tạo một cái database mới tên là bài 7 ở trong đây. Để chạy luôn. Chúng create feature dataset. Vẽ lại một chút nha. Tạo ra một cái database mới tên là bài 7. Tọa độ là để 3405. Thì trước hết là đề bài của chúng ta nó sẽ liên quan là lấy cái level số 10 của file DC5 này. Lấy level 10 của thằng DC5. Được chưa? Thế thì các bạn cần phải kiểm tra trước là thằng level 10 là cái gì. Ví dụ trong trường hợp này tôi lấy level 10, đây là toàn bộ những thằng danh thừa mà tôi cần lấy. Được chưa? Tôi sẽ lấy toàn bộ thằng level 10 này của thằng DC5 này. Tôi cho trong database của mình. Thế thì để làm ít cái thứ nhất thì các bạn sẽ phải có apply này và lựa chọn câu lệnh là make layer filter. Make filter layer hoặc các bạn cũng có thể dùng câu lệnh là gì ạ? Select by attribute. Ở đây tôi sẽ lấy dữ liệu của tôi từ cái thằng DC5. Nhá, tôi sẽ lấy dữ liệu từ thằng DC5. Đây các bạn sẽ thấy ở đây DC5 dữ liệu thực hành bản đồ DC5. Trong cái thằng DC5 này thì các bạn lại nhìn thấy này, ở đây đi level 10 của chúng ta nó tồn tại dạng line, thì xem chưa, nó tồn tại ở dạng line. Thế thì chúng ta sẽ lấy cái thằng polyline ở trong cái thằng DC5 này làm dữ liệu đầu vào. Chúng ta không thể lấy được point hay polygon mà chúng ta phải lấy polyline nhé. Đầu ra các bạn thì cái lệnh make feature layer này như các bạn đã biết nó sẽ khởi tạo cho chúng ta một cái dữ liệu nằm trong cái bộ dữ liệu đấy. Do vậy là chỗ đây chúng ta chỉ cần ghi, chúng ta không nhất thiết phải chọn đầu ra cho nó để trong database, mà các bạn có thể để bất kỳ, ví dụ trong trường hợp này ở level 13. Được. Rồi, ok, West Cloud tức là cái điều kiện mà chúng ta lấy level của nó. 10 đấy. Đó. À, 10. Vào 10. Cái này các bạn sửa nha, vào 10 đây. Nhá. Cloud thì các bạn thì để này thôi. Đóng bằng lại. Sau khi mà nó research xong ra kết quả level 10 này, các bạn kiểm tra qua các phần dữ liệu của nó, đây là toàn bộ thằng level 10 được lấy vào. Mình sẽ copy cái thằng này mình để vào trong database của mình và đặt tên của nó là danh thừa tên sinh viên, ví dụ trong trường hợp này Vũ Ngọc Phan chẳng hạn. Mình sẽ sử dụng cú pháp apply chấm copy feature mình. Các bạn đưa thằng level 10 này vào và đẩy nó vào trong cái database bài 7 của mình. Đã. Ở đây các bạn sẽ đặt tên cho nó là trong trường hợp này là danh thừa tên sinh viên, vậy thầy sẽ đặt tên là danh thừa Vũ Ngọc Phan. Đó. Đây là xong ý thứ nhất. Đây là xong ý thứ nhất.
Đấy là xong bài thứ nhất nhé. Sau khi đã xong bài thứ nhất rồi, chúng ta tiếp tục triển khai nội dung thứ hai, tạo lớp vùng có tên là thửa từ lớp dữ liệu danh thửa đã tạo ở bên trên. Thế thì để khởi tạo dạng vùng, chúng ta sử dụng cú pháp là apply chấm feature to polygon. Đây, feature to polygon. Đưa cái lớp dữ liệu danh thửa của Ngọc Phan vào, chọn dữ liệu đầu ra cho nó. Các bạn có thể đưa trực tiếp vào trong cái thằng level số 7 này. Được chưa? Đặt tên cho nó đầu ra là gì ạ? Thửa 1. Đấy. Đóng bọc lại. Ở đây chúng ta chỉ cần chạy như thế thôi. Chúng ta sẽ có dữ liệu của thửa 1. Nhá, chúng ta có dữ liệu của thằng thửa 1. Tiếp đó này, lấy lớp dữ liệu level 13 của DC5 sang cái mục đích sử dụng đất tên sinh viên. Tiếp theo mình phải kiểm tra cái level 13 nó là cái gì. Thì level 13 các bạn sẽ nhìn thấy ở đây toàn bộ thằng level 13. Các bạn để ý này, toàn bộ cái thằng level 13 nó chính là những cái mã loại thửa đất cộng với số hiệu thửa và diện tích thửa đất, đúng chưa? Ở đây mình sẽ kiểm tra kỹ hơn một chút. Các bạn kiểm tra bằng công cụ information. Đây là level 13 color 0. Đây là level 13 nhưng color 7. Còn đây là level 13 nhưng color 5. Vậy đề bài nó yêu cầu mình là lấy mục đích sử dụng đất, đúng không? Level 13 của thằng DC5 này, mục đích sử dụng đất của mình chính là những cái mã liên quan đến LUC này. Đây là mục đích sử dụng đất. Như vậy color của nó bằng 0. Trong trường hợp này mình sẽ sử dụng câu lệnh make feature layer, nhưng lấy dữ liệu từ cái lớp là lớp point này. Các bạn ý nhé, lấy lớp dữ liệu từ lớp point này. Và mình sẽ tính toán nó theo hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là level của nó phải bằng 13, và thứ hai color của nó phải bằng gì? Bằng 0 nhá. Trong trường hợp này mình sẽ xử lý vấn đề như thế. Nào, để thực hiện được cái thằng này ấy, thì mình sẽ thực hiện cú pháp câu lệnh như sau. Make feature layer apply chấm make feature layer. Lớp dữ liệu của mình ấy, chính là cái thằng point này, hoặc là cái thằng annotation này nhá. Thằng annotation thì tôi thử kiểm tra xem là thằng annotation nếu tôi lấy thì nó sẽ có cái dữ liệu gì nào. Và đây là thằng point. Đối với trường hợp annotation, mình mở bảng thuộc tính nó ra. Các bạn sẽ query nó theo hai cái giá trị. Thứ nhất là level và thứ hai là color. Select by attribute level bằng 13. N, đúng không? N chứ không phải O nhé. Trong trường này phải N. Color bằng 0. Đấy. Thì đây là toàn bộ các cái giá trị của level 13 và color 0. Mình sẽ có các cái giá trị đó để lấy làm lớp thì là mục đích sử dụng đất. Được chưa? Đó. Do vậy là mình sẽ thực hiện cú pháp câu lệnh như sau. Dữ liệu đầu vào của mình là thằng annotation này. Kiểm tra thêm một chút thằng point xem nó có giả về cái gì không. À, thằng point này thì không có cái gì đâu. Được chưa? Nó không có level 13. Annotation là cái thằng thứ nhất này. Được chưa? Apus như các bạn đã biết level 13 color 0 nhé, color 0. Được chưa? West Cloud ở đây mình sẽ có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là level bằng 13 and lúc này là color bằng 0.
Đấy, các bạn chạy dữ liệu. Sau đó mình sẽ copy thằng này sang nhé, kiểm tra thêm này. Đây mình xem level. Trong trường hợp này các bạn sẽ nhìn thấy một số thành phần nó 39 ở đây này. Tôi cũng chưa hiểu là vì sao. Để tôi kiểm tra xem thằng annotation này. Trong trường hợp này ta xử lý như sau này. Select tất cả những thằng đối tượng ở level 13. Đấy nhá, sau khi mà các bạn đã chuyển thành dữ liệu rồi này. Thằng level 13 color 10, color 0 này này. Được chưa? Mình sẽ select tất cả những cái dữ liệu level bằng 13. Apply nó đi. Sau đó các bạn tắt nó và các bạn chạy kết quả câu lệnh apply. Copy feature management. Được chưa? Đưa dữ liệu đầu vào là level 13 color 0. Chọn dữ liệu đầu ra cho tôi theo đề bài. Nó chính là cái mục đích sử dụng đất tên sinh viên, mục đích sử dụng tên sinh viên. Vậy tôi sẽ có thêm một cái lớp nữa là mục đích sử dụng tên sinh viên. Ngọc Phan. Các bạn mở bảng thuộc tính thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ load được tất cả những cái dữ liệu từ level 13 và color 0 của mình vào rồi nhé. Đây là toàn bộ dữ liệu của mình. Thế thì cái trường mà chúng ta cần quan tâm là những cái trường đằng sau này này, những trường text này này, hoặc text memo. Đây là những trường liên quan đến phần hiện trạng sử dụng đất của mình nhé. Đấy, các bạn để ý cho thầy cái đấy. Rồi, ok. Đây là dữ liệu của mình. Tiếp đó này, đề bài người ta yêu cầu tiếp đó là thêm trường mục đích sử dụng kiểu ký tự, tức là kiểu text độ dài 10 vào cái lớp mục đích sử dụng tên sinh viên ở bên trên, chính là cái lớp mục đích sử dụng Vũ Ngọc Phan này. Tôi sẽ thêm một cái trường nữa vào đây. Apply.addField. Ở đây mình sẽ đưa cái thằng mục đích sử dụng Vũ Ngọc Phan vào. Thêm một trường mới. Mục đích sử dụng kiểu dữ liệu ký tự đúng không ạ? Ta cần text. Các cái giá trị còn lại ta để trống. Đến FutureLang các bạn để giá trị là 10 theo yêu cầu của bài toán. Tiếp đó đề bài nó yêu cầu là gán cái trường này bằng trường text. Đúng không? Gán cái mục đích sử dụng này bằng chấm text. Vậy ta gán ngay bằng câu lệnh concatenate field. Thường chúng ta đưa cái lớp dữ liệu chúng ta cần gán vào là mục đích sử dụng Vũ Ngọc Phan. Trường mà ta cần gán là trường trường mục đích sử dụng. Nhá, trường mục đích sử dụng. Đó là trường mà chúng ta tạo lên ở trên đấy, trường mục đích sử dụng.
gán cho trường gì? Trường tech theo yêu cầu của đề bài nhá. Trường tech, thế thì các bạn cần phải xem cho thầy xem cái trường tech tên của nó là cái gì. Các bạn kéo xuống đây và các bạn kiểm tra thuộc tính của nó là trường tech này. Các bạn copy nguyên thằng này được cho nó an toàn. Gán nó vào. Được chưa? Kiểu Python. Như vậy là chúng ta gắn xong. Nào ở đây chúng ta cần xem qua một chút nó báo cái gì đây. Mục đích sử dụng. Fail. Kiểu dữ liệu. Kiểm tra qua nhá. Bên trên là kiểu text rồi. Add field. Mục đích sử dụng kiểu text 10. À, chúng ta cùng kiểm tra. À, có rất là nhiều trường, tí nữa chúng ta phải xóa đi đúng không ạ? Chưa gắn được. Chưa gắn được. Tôi phải kiểm tra lại cú pháp có lệnh của mình đây là cái gì đây. Invalid fail. Nó nói là trong cái trường này ấy, thì mình phải kiểm tra lại cái thằng text để xem nó ở kiểu dữ liệu gì đã. Kiểu này mình để string. Mục đích mình để là 10 rồi. Có gì đâu mà nó lại báo lỗi trường hợp này nhỉ. Tôi sẽ chạy lại cú pháp của lệnh. Appy.calculate. Mở ngoặc ra. Các bạn sẽ lấy cái thằng là mục đích sử dụng Vũ Ngọc Phan này này. Cho vào này. Trường mà các bạn muốn gán là trường mục đích sử dụng. Các bạn muốn gán cho trường là trường tech của chúng ta. Được. Phải Python. Invite free text. Trường hoặc là trừ trừ tách thầy ngang trừ tách sao tôi phải kiểm tra lại cái tên trường của nó. Em thấy cái tách kia giá trị là 200 năm mấy thế? Có thể là nó sẽ không cùng với độ dài. Vâng, len 255. Cái này len của nó 10. À, cái này là tách trừ. Các bạn để ý nhé, cái tệ ta là tích trừ. Còn cái len này thì không vấn đề. Nếu như giá trị mà các cái giá trị ở trong cái trường này nó để là 255 nhưng mà ký tự của người ta, cái số lượng độ dài ký tự nó chưa đến 10 thì nó vẫn nhận bình thường. Cái này là sai tên này này. Tích trừ này, các bạn để ý không? Đấy. Do vậy là cú pháp này là mình gọi sai cái trường cần tính, đây phải là tích trừ. Còn nó 255 thì kệ nó chứ. Nó khai báo là 255 nhưng mà các giá trị của nó chưa kéo dài đến 10 thì mình gán vào một cái trường khác có độ dài 10 vẫn thoải mái thôi. Cái chủ yếu đây là tôi nhìn nó không kỹ ra sai tên trường. Thế nên trong trường hợp này là mình đã gán thành công rồi nhá. Nào, đây là trường chúng ta cần phải gán là trường này thành công. Rồi, vẫn là bảng thuộc tính này các bạn nhìn này. Tất cả các trường này đều có thể xóa được trừ hai trường là trường object và trường shape. Trong cái bảng của mình nó không có trường FID, không sao cả. Không sao cả. Nhá. Không có trường FID, không sao cả. Bây giờ mình sẽ xử lý dữ liệu là mình sẽ xóa hết tất cả những cái trường không cần không liên quan đi. Đề bài của chúng ta nó yêu cầu là bây giờ là chỉ giữ lại cái trường FID. Thực ra trường FID nó không có. Nhưng mà nếu nó không có thì thôi. Đúng không? Bản chất nó đã không có rồi thì bây giờ mình giữ lại làm sao được. Do vậy mình cứ khai báo thằng này vào và trường mục đích sử dụng đất. Như vậy có bốn cái trường mà chúng ta cần phải giữ ở trong trường hợp này. Thứ nhất là trường FID có hay không có tôi không biết nhưng tôi sẽ giữ nó. Nếu nó có thì tôi không xóa, mà nếu nó không có thì tôi cũng không xóa. Được chưa? Do vậy là cái trường FID nó sẽ không thay đổi. Nếu nó tồn tại từ trước rồi thì nó vẫn tồn tại trong dữ liệu của mình. Trường thứ hai là trường mục đích sử dụng đất là chúng ta giữ. Hai trường còn lại của chúng ta ấy, là cái trường Object ID và trường Shape này này là những trường có dấu sao. Trường này là trường mặc định của nó, chúng ta không thể xóa được nhá, chúng ta không thể xóa được.
Như vậy là có bốn trường chúng ta không thể xóa trong cái trường hợp này, còn đâu là chúng ta xóa hết. Còn đâu là chúng ta xóa hết. Thế thì bây giờ mình sẽ xóa, nếu như mà chúng ta xóa lần lượt từng trường một thì có đến một quýt, đúng không ạ? Rất là lâu, không giải quyết được bài toán. Nhưng mà chúng ta sẽ thay vào đó là chúng ta sẽ lấy, chúng ta sẽ gán, chúng ta sẽ xóa một loạt, được chưa? Chúng ta sẽ xóa một loạt. Ở đây tôi xem là cái, những cái layer này nó là cái gì đây. À, trong trường hợp này tôi không hiểu tại sao những cái giá trị này nó cũng lấy vào. Thì đây là level 13 rồi. Đây, tôi xem lại. Nó có ở dưới đây các bạn. Đây cũng là level 13 color 0 này. Nó sẽ lấy vào này. Nó sẽ lấy những thằng này vào. Thế đó. Nếu mà dữ liệu nó bắt lấy những thằng này rồi, level 13 color 0 thì chúng ta vẫn phải lấy thôi. Nhá, không sao cả. Ờ, không sao cả. Kệ nó. Bây giờ thì mình sẽ xóa như sau. Thứ nhất là mình sẽ khai báo tất cả các trường thuộc tính của mình đã. Mình sẽ khai báo một cái biến là biến tất cả các trường. Nhá, để mình xóa này. Mình sẽ khai báo trong trường hợp này đơn giản này. Ví dụ đầu tiên cái lớp dữ liệu mà tôi muốn xóa nhé, tôi khai báo nó thành một cái future class. Tôi khai báo luôn về bằng này. Cái thằng tôi cần xóa là xóa ở cái thằng gì ạ? Đề bài nó yêu cầu cho chúng ta này, nó xóa các cái trường mục đích sử dụng đất tân sinh viên, đúng không? Như vậy là xóá cái thằng mục đích sử dụng đất cũng một file này này. Đấy, đây là thằng mà chúng ta cần xóa. Thằng này nó có rất là nhiều những trường thuộc tính. Bạn thấy không ạ? Và đây có rất nhiều trường mà chúng ta cần phải xóa đi. Tôi lại khai báo tiếp. Nhá, tôi lại khai báo tiếp là các cái tất cả các trường của ôn tất cả nhé, tất cả các trường thuộc tính thì tôi là on field đi, được, on field bằng, nếu như để khai báo tất cả các cái trường thuộc tính tôi có một cái cú pháp khai báo như sau, chúng ta sẽ có fname, đây là hàm để khai, để gọi ra cái tên của trường ấy nhá, và chúng ta dùng vòng for f in, vòng for này hôm trước thầy đã nói với các bạn rồi, apply, đây là cú pháp chấm list field. Được. Hoặc ra list field của thằng nào, của thằng FC bên trên kìa. Được. Đấy là tôi khai báo on field. Đó là on các trường thuộc tính của nó. Bây giờ tôi muốn là khai báo tiếp những cái thằng cần giữ. Nhá. Những cái thằng cần giữ. Câu. Cần giữ. Bằng ba cái bốn cái trường của mình. Trường thứ nhất. Như nó đã nói là trường FID, trường thứ hai là trường mục đích sử dụng, trường thứ ba là trường step, trường thứ tư là trường gì ạ, object ID. Đấy, để kiểm tra ấy, trong trường hợp tránh bị viết sai ấy, tôi copy nguyên cái thằng object ID này vào. Giờ thằng step kia thì nó đơn giản, nó không viết sai được. Đó. Đây là những trường mà tôi cần giữ. Nào, như vậy các cái trường cần xóa thì nó sẽ bằng là đen. Nha. Đen fill. Sẽ bằng tất cả các trường là on fill. Đúng không? Trừ đi là hold. Được. Tuy nhiên chúng ta không thể khai báo dễ dàng như thế này được. Nếu như các bạn muốn khai báo ra được tất cả các cái tên trường ấy thì ở đây chúng ta phải có thêm những cái hàm nữa. Hàm thứ nhất là hàm set. Set on field này. Từ đi set hole. Được chưa? Và toàn bộ cái thằng này mình phải có một cái thằng list ở bên ngoài, cái thằng liệt kê ra. Đấy. Đây là những cái thằng mà mình cần xóa. Được chưa? Đây là những thằng cần xóa. Cuối cùng ta thực hiện câu lệnh xóa tất cả những thằng cần xóa đi thôi. Cú pháp sẽ là apply chấm delete field management. Được chưa? Nào, nó hỏi là, ở đây nó hỏi là bây giờ anh muốn xóa thằng nào? Cứ
Tức là anh muốn xóa ở cái feature class nào thì nó chính là bằng thằng FC bên trên tôi khai báo rồi kìa. Đúng chưa? Tất cả các trường cần xóa đúng không? Then and fill. Chạy. Như vậy là chúng ta kiểm tra kết quả. Đấy. Chứ nếu chúng ta xóa thủ công thì nó sẽ hơi gặp vấn đề. Thế thì đây là cái cách đơn giản nhất. Thế thì các bạn sẽ tự hỏi rằng là làm sao để em biết những cái trường nào là cái trường cần giữ. Thứ nhất, trường cần giữ theo yêu cầu của bài nó bắt yêu cầu giữ trường nào thì mình giữ cái trường đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là một số những trường không thể xóa được bởi vì nó là trường mặc định thì nó thường có cái dấu sao ở trên cái đây này. Sao thì trường, đây là những trường mặc định chúng ta không thể xóa được. Nếu như nó có trường xếp len hoặc xếp area thì hai cái trường này cũng thuộc dạng là không thể xóa được. Như vậy bốn trong trường hợp bất kỳ nếu như nó có một trong bốn cái trường này hoặc có cả bốn trường này thì chúng ta đều phải giữ nó lại nhá. Đây là những trường không thể xóa. Còn ngoài ra giữ lại những trường nào nữa thì nó phụ thuộc vào bài toán của mình. Đấy, các bạn để ý cho thầy cái phần đấy. Như vậy là tôi đã xóa xong. Nhá, tôi đã xóa xong. Được chưa? Đấy, y xong y số 6 rồi. Tương tự đối với level 13 caro 5 là diện tích pháp lý và số thửa làm level 13 caro 7, các bạn lại select và các bạn lấy cho thầy cái tạo cho thầy hai cái lớp là lớp diện tích pháp lý và cái lớp là lớp gì ạ? Lớp caro 7. Thế thì ở đây thầy sẽ làm cho các bạn một cái lớp là diện tích pháp lý này thôi nhá. Thầy đã làm cho các bạn bên trên là cái mục đích sử dụng rồi, bây giờ chỉ có diện tích pháp lý thôi. Được chưa? Cái số thửa này thôi các bạn tự làm. Level 13 caro 5 là diện tích pháp lý, được chưa? Thế thì chúng ta sẽ có là file.make feature layer đúng không? Nào các bạn sẽ có này, cái dữ liệu đầu vào của mình là vẫn phải là annotation này thôi. Bởi vì đây là level 13. Các bạn dữ liệu đầu ra của chúng ta nó chính là level 13. Color 5. Được. Điều kiện của chúng ta có hai điều kiện. Thứ nhất là level phải bằng 13. N với color của nó phải bằng 0. Color bằng 5, xin lỗi. Đấy, đây là cú pháp của chúng ta. Sau đó các bạn copy toàn bộ cái thằng level 15 này nhá. Copy cái thằng level 13 color 5 này thành một cái lớp gọi là lớp mục. Lớp gì ạ? Diện tích pháp lý. Đúng không? Diện tích pháp lý ở đây. Chúng ta có apply copy feature management. Nào, lớp chúng ta cần là gì ạ? Level 13 color 5 này này. Cái đầu ra của chúng ta ấy để nó vào ở trong cái bài tập 7 này. Chọn cho nó cái tên là mục đích là diện tích pháp lý. Thế thôi. Như sau. Coi như xong. Level 13 color 5. Được chưa? Đối với hai cái thằng này mình tiếp tục xem bài toán của mình. Liên kết làm tương tự đối với level 13 color 5 đúng không? À thì làm tương tự là tôi sẽ khai báo cái tiếp theo là on field, tức là tất cả nhé. Bây giờ tôi khai báo là tất cả, tôi khai báo là cái lớp dữ liệu đó, lớp bằng khai báo chính là khai báo cái thằng này cái pháp lý này, được chưa? Tiếp đến tôi khai báo là tất cả các trường đúng hay bên trên thôi, được chưa? Tất cả các trường thì chúng ta có cái cú pháp câu lệnh ở bên trên, chúng ta lấy nguyên thằng này này. Cho ở đây, nhưng mà cái lớp dữ liệu của chúng ta ấy, nó sẽ là thằng này, nó sẽ là cái thằng lớp. Được chưa? Đấy, f name for f này là cái biến để lập nhá, cái biến để lập. Thế thôi. Rồi, đây là tất cả các trường cần giữ của mình.
thì các bạn lấy nguyên bên trên thôi. Những cái trường này thì theo tôi này, theo tôi là những cái trường này nó là dạng POI nên là nó sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ giữ lại cái thằng sếp này. Trong trường hợp mà các bạn khai báo sai cái thằng sếp này là nó sẽ không cho xóa nhá. Bên trên tôi để nguyên. Tôi giữ lại cái trường text memo này thôi. Text memo này thôi nhá. Copy đó. Giữ bằng này. Nguyên cái thằng bên trên này. À, thôi được, nó sẽ là như sau. Thứ nhất là trường text memo. Thứ hai là trường sếp. Và thứ ba là cái trường chúng ta kiểm tra, phải kiểm tra tên của nó. Trường này là trường object ID. Vậy xóa phải bằng list. Chờ mở hoặc ra set của thằng gì ạ? Của thằng tất cả kia. Trừ đi set. Đây. Set đây này. Trừ đi set hole. Set giữ. Đó. Cuối cùng mình sẽ sử dụng cú pháp là apply.delete then fill. Chưa? Đưa cái thằng cái lớp này vào này. Thật xóa này. Xóa những cái lớp gì? Xóa tất cả những cái trường mà chúng ta đã khai báo trong biến xóa. Chạy. Không phải là xong. Đối với cái lớp dữ liệu, đối với cái trường mà các bạn cần tạo ra là số thửa, các bạn làm tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ liên kết cái thửa 1 này với cái số thửa tên sinh viên. À, chỗ này phải là số thửa tên sinh viên. Đây nhá, mình sẽ có số thửa. Trong trường hợp này mình sẽ liên kết không gian. Xóa bỏ các trường này, giữ lại mục đích sử dụng, số thửa và diện tích pháp lý. Ok, tôi sẽ chữa cho các bạn cái phần này. Tôi đi lấy công nước đây nhé. Đây tôi xử lý cái nội dung này như sau. Thứ nhất, nó sẽ liên kết cái thửa 1 với số thửa tên sinh viên và mục đích sử dụng tên sinh viên, đúng không? Cái số thửa này tôi chưa có, tôi chỉ có cái thằng diện tích pháp lý thôi. Đúng chưa? Đấy. Do vậy là tôi sẽ join ba cái thằng này với nhau.
Tôi phải tắt cái thằng này đi mới được, tự động thôi, xin lỗi một chút. Tôi sẽ dòi ba cái thằng này với nhau, xóa bỏ các trường thừa, giữ lại. Đó chính là cái bài chúng ta đã làm rồi. Quan trọng bây giờ là chúng ta chỉ có dòi lại với nhau thôi, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có cái thừa một này rồi, có cái diện tích pháp lý này rồi, có mục đích sử dụng này rồi, đúng chưa? Mình sẽ dòi ba thằng này với nhau, chả chạy đâu được. Được chưa? Mình sẽ có mục đích sử dụng là cái thứ nhất. Thửa. Các bạn để ý này. Trong cái thửa này ấy, thì nó chỉ có là cái vùng thôi mà nó không có thuộc tính. Kiểm tra này này. Nhớ đây là thửa. Đây là mẫu thửa đất của mình. Đúng chưa? Mỗi một cái thửa này các bạn mở vào thuộc tính ra hoặc các bạn có thể kiểm tra trong đây ấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây ấy, nó chỉ có xếp những cái trường là object này, shape này, shape length và shape area. Nó không có thuộc tính là cái vùng đất đấy được dùng để làm gì. Đúng chưa? Nên bây giờ người ta mới cần join nó lại với nhau. Và diện tích pháp lý của nó là bao nhiêu? Một người cái chủ sử dụng hoặc là cái mục đích sử dụng đất cũng chưa có. Bây giờ người ta muốn lấy lại để tất cả, đúng không? Như vậy thì ở đây mình sẽ join cái thằng thửa này với cái thằng mục đích sử dụng đất. Mục đích là gì? Để mình lấy ra cái trường mục đích sử dụng đất này để gắn vào cái thằng thửa nó chưa có. Đây là thằng thửa, nó không có trường nào để cho chúng ta biết mục đích sử dụng đất là cái gì, nhưng cái thằng mục đích sử dụng đất này nó lại có, đúng chưa? Do vậy là mình sẽ phải join cái thằng thửa này vào cái mục đích sử dụng đất. Thứ hai, diện tích pháp lý. Diện tích pháp lý, đúng chưa? Cái thằng này thì mình đáng lẽ là mình phải giữ lại cái thằng diện tích pháp lý ở đây. Rồi, ok, không sao cả. Bây giờ, đối với trường diện tích pháp lý này, mình không có cái gì để mình lấy nhé. Do vậy là tôi chỉ join cái thằng thửa này với cái thằng mục đích sử dụng này thôi, để tôi lấy cái thằng mục đích vào. Thế thì các bạn để ý này, bây giờ tôi sẽ có cú pháp là apply.join, Spartian join. Được chưa? Nào, bây giờ cái mình cần lấy là thằng thửa 1. Cho thằng thửa 1 vào. Chọn dữ liệu join feature chính là cái thằng mục đích sử dụng đất Vũ Ngọc Phan. Cho nó vào đây. Đây là cái thằng thứ hai. Dữ liệu đầu ra. Tôi chỉ định dữ liệu đầu ra ở trong này. Với đề bài là gì ạ? Thửa đất đầy đủ tên sinh viên. Mình nhập thế thôi. Vậy sau khi mà mình chỉ định cái đầu ra rồi, đây là dữ liệu đầu vào này, đây là cái join này, đây là dữ liệu đầu ra, thì mục đích sử dụng đầy đủ nhá, là thửa đất đầy đủ, thửa đất đầy đủ, đây là cách join. Đấy, sau khi mà các bạn xong kết quả này rồi, mở nó ra. Được chưa? Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, cái trường bây giờ nó sẽ có thêm một cái trường là trường LUC ở đây này. Cái trường mục đích sử dụng đất đây này. Nhá. Thế thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một số những cái đối tượng mà nó không có thuộc tính. Đây là một số đối tượng nó không có thuộc tính. Thì bởi vì không phải là vì nó không join được đâu, mà là bản chất ở trong đây cái đối tượng này nó không có thuộc tính rồi. Đấy, các bạn để ý ở thầy. Đấy, hầu hết là nó lên dữ liệu của mình vào rồi nhá. Các bạn sẽ nhìn xem là đây là một số những cái vùng mà nó không có dữ liệu thuộc tính. Đấy, thì trong thực tế những cái vùng này là mình phải giải quyết nó bằng cách là chúng ta phải xác định xem là cái diện tích thực tế của nó là cái gì. Các bạn thấy để ý là trong thằng polyline, tôi sẽ mở thằng polyline ra này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nhé. Ngay cả bản chất của nó ở đây ấy, cái lớp dữ liệu này này, nó cũng không có thuộc tính. Tôi lấy thằng polygon này sang là cái thứ nhất này. À xin lỗi, không phải thằng polygon này đâu, mà thằng polyline này này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Bản chất dữ liệu gốc của nó ở đây nó vẫn tồn tại một cái vùng, nhưng vùng này nó không có thuộc tính. Đây nhá, đây là thằng annotation của mình, đây là thằng point.
Tóm lại là tôi sẽ mở cái thằng là bản đồ địa chính DC9C5 này ra này. Đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây bản chất ở đây nó cũng không có thuộc tính. Chứ không phải là phép Coin của mình nó bị sai đâu nhá. Cái thửa đất đầy đủ vuông pha này các bạn nhìn thấy này. Tôi sẽ thể hiện cho các bạn là tất cả những cái vùng nào mà không có thuộc tính ấy, thì tôi sẽ để màu đỏ cho nó cho các bạn nhìn nhá. Thì tôi sẽ thể hiện như sau này này. Đây các bạn sẽ để ý ở cái phần symbology này, pathology ôn rồi, nhưng ở đây tôi sẽ có một cái là add value cancel đi, không phải join đâu mà mục đích sử dụng này, add value này, tất cả những thằng null này tôi add vào và tôi cho thành màu đỏ. À, ví dụ màu này đi, thì các bạn sẽ nhìn thấy này, đây là những cái vùng mà nó không có thuộc tính, nó đang báo là null ở trong cái dữ liệu mình join vào. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất cái dữ liệu gốc của nó cũng đã bị luôn rồi. Tắt đi này, mở lại này. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này. Đúng chưa? Ở đây nó không có cái mã thuộc tính là cái gì cả. Ví dụ như những cái vùng bên cạnh này thì nó sẽ có thuộc tính. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là NTD. Mình bật lên thì mình sẽ kiểm tra nó chính là NTD. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. À, chỗ này có thể cái vùng nhỏ nhỏ này của chúng ta ấy, nó sẽ lựa chọn là NTD các bạn nhé. Đây là do cái lỗi mà chúng ta cần phải kiểm soát thôi. Cái vùng lớn của chúng ta là ORT này. Cái thằng NTD nó nằm ở trong đây này. Các bạn để ý này, thằng NTD nó nằm ở trong cái vùng nhỏ nhỏ này. Đúng chưa? Thì đây là một số những cái vùng mà bản chất của nó ấy đã không có cái dữ liệu thỏa mãn là dữ liệu gốc rồi. Nên chúng ta khi mà chúng ta đưa vào trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ xác định được rằng à không phải do là lỗi của mình mà là cái lỗi này ấy, là do từ cái nguồn dữ liệu đầu vào. Thế thì chúng ta có phải sửa không? Đương nhiên nếu mà vào một cái sản phẩm thật thì chúng ta sẽ phải sửa. Được chưa? Chúng ta sẽ phải sửa. Ví dụ trong trường hợp này các bạn sẽ bật cái lớp annotation lên và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây toàn bộ của nó sẽ là ORT, hai cái vùng nhỏ nhỏ này này chính là cái ORT của nó. Chính là cái mã NTD của nó. Như vậy hai cái vùng nhỏ này mình sẽ gán thuộc tính cho nó bằng bằng cái vùng gì ạ? Vùng NTD. Đấy, tôi sẽ gán cho nó như sau. Tôi sẽ chọn bật cái lớp dữ liệu này lên, chọn hai cái lớp dữ liệu này. Đấy. Và chúng ta sẽ fill calculate nó. Đấy, trong trường hợp này mình có thể gán trực tiếp cho nó bằng NTD. Đây là cái cách mà chúng ta chuẩn hóa lại dữ liệu của mình. Đấy. Sau khi mà nó đã nhận dữ liệu LTD khác null thì nó sẽ biến mất màu đỏ mà chúng ta đã kiểm tra cho nó nhé. Thì đây là cái cách mà chúng ta dùng để join dữ liệu của mình. Đây là toàn bộ của chúng ta. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì đấy là cái cách mà chúng ta đã hoàn thành cái ý số 8 liên kết không gian. Đấy, theo tôi nên để cái đề như thế này nó dễ hơn. Bởi vì là hai cái phần bài số 7 là tôi đã xóa đi rồi, đúng không? Xóa các cái gán nhé. Trong trường hợp này là chúng ta sẽ thực hiện tương tự ý số 4, ý 3. Nào, chỗ này không cần gán. Đấy, lấy tương tự nhé. Tương tự là lấy tiếp dữ liệu đối với level 13 cano 0. Yeah. Tích pháp lý là level 13 canon 5 và số thửa
là level 13, color 7. Đúng chưa? Sau đó chúng ta mới tiến hành xóa, liên kết cái thằng này với cái thằng cái sinh viên và xóa bỏ, đúng không? Như thế này thì để nó sẽ dễ hiểu hơn. Đấy, thì tuy nhiên là cách làm chúng ta nó không thay đổi. Cách làm của chúng ta nó không thay đổi nhá, cách làm của chúng ta nó không thay đổi. Thì đối với dữ liệu của mình, sau khi mà các bạn join Spartian xong, các bạn sẽ nhìn thấy tất cả dữ liệu của chúng ta ấy, nó sẽ có một số những cái, nó sẽ lấy được cái thuộc tính của thằng mục đích sử dụng ở đây rồi. Và với mỗi cái vùng này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây ấy, mỗi cái vùng nó sẽ có thuộc tính tương ứng. Ví dụ thằng này là để trồng lúa này, thấy chưa? Đấy, thằng này thì các bạn sẽ nhìn thấy một số những cái nội dung khác. Còn những cái thằng nun này này, thằng nun màu đỏ này, này là không phải là chúng ta không lấy được dữ liệu đâu, mà là bản chất của nó đã không có dữ liệu ở trong dữ liệu gốc rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy khi trình bày ấy, nó sẽ để cái NTD này, hầu hết những thằng này là NTD hết, đúng chưa? Còn cái thửa đất chính của chúng ta ấy, nó là ONT, tức là đất đỏ nông thôn cơ. Do vậy cái thằng này mình cũng có thể gán là NTD được. Thằng này này, nhá, các bạn có thể gán nó thành NTD được. Thì bảng thuộc tính của nó ở đây, các bạn có thể selected đi và các bạn gán nó thành NTD. Đấy. Nếu không thì các bạn cứ để kệ nó, coi như là ok xong rồi nhé. Thế thì cái lỗi này, cái vấn đề là những cái trường mà nó không có thuộc tính này là do đâu? Là do cái người ta biên tập dữ liệu đầu vào. Cái file DC ấy, nó ban đầu nó được xây dựng không nhằm mục đích là để chuyển vào trong database của mình đâu, mà nó chỉ nhằm mục đích là cung cấp cho người ta một cái nhìn tổng quan về cái hiện trạng sử dụng đất và đối địa chính của nó thôi. Nhưng vì mình tận dụng cái dữ liệu đó để mình đưa vào trong database của mình nên là mình phải điều chỉnh lại một chút. Trong một số trường hợp, ví dụ như là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này, tại sao ở cái vùng này nó lại quá bé? Những cái vùng này nó không có thuộc tính chẳng hạn. Đấy, những cái vùng như bé như thế này nó không có thuộc tính. Thì mình phải xem xét rằng là thực tế thì những cái vùng này nó là cái gì? Để mình có thể thêm được cái thuộc tính chính xác vào cho nó. Đấy, thế này thầy chưa xong cho các bạn bài số 8 rồi nhé. À, bài số 7 nhé. Các bạn còn điều gì mà ý số 8 của bài tập số 7? Các bạn có điều gì cần phải trao đổi với thầy không? Chắc là không thầy ạ. Rồi, ok. Thế thì thầy nghĩ là hôm nay chúng ta, nếu như các bạn không còn điều, các bạn có điều gì cần phải hỏi đáp nữa không? Nếu không thì thầy sẽ điểm danh và kết thúc cái buổi hôm nay, chúng ta nghỉ sớm. Ok thầy, tôi nghe. Cái bài số 8 ấy, cái ý số 7, số 8 thì nó có cái tên chủ sử dụng ấy. Em thấy trong level ấy, hình như nó không có tên chủ sử dụng. Ừ, đúng rồi, nó không có tên sử dụng em ạ. Của bài 8 ấy. Bài 8 à? Đúng rồi, nó không có tên sử dụng trong này đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là cái dữ liệu gốc của tên mình dùng đấy. Thửa này ok rồi nhá, mục đích sử dụng rồi nhá. Level 13, số thử 13, đúng rồi, nó có đến level 10 thì tương tự thôi, là thửa 1 cũng tương tự thôi, level 13 cũng tương tự thôi. Cái này cũng tương tự nhé, bài tập số 8 nó tương tự bài tập số 7 mà. Tên sinh viên này này, mục đích sử dụng này này. Ở phần này thì nó cũng không có, không có chủ sử dụng đâu em.
không có đâu. Nếu có chủ sử dụng thì mình không lấy được nhá, bởi vì Cái là đề trong của Headroom ạ. ừ, thì em bỏ đi, bỏ đây đi nhá, chủ sử dụng em không lấy nữa vì nó có đâu mà lấy, trong cái dữ liệu gốc của mình nó không có chủ sử dụng nên là mình không lấy được. Còn nếu như có chủ sử dụng thì mình vẫn lấy bình thường, mình sẽ xem nó ở level nào rồi mình lấy bình thường thôi. Cái vấn đề ở đây là do cái dữ liệu của mình nó Vâng. không tương thích với nhau. Không sao cả đâu nha.